gian qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện cũng còn diễn biến phức tạp, nhất là sự bùng phát song song hai ổ dịch tại xã Thuận Hòa và xã Đông Hưng và ba bệnh nhân COVID-19 xuất hiện tại thị trấn thứ 11 và xã Dân Khánh Tây. Trước tình hình đó, huyện đã huy động cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trong huyện nỗ lực hơn, quyết tâm hơn trong cuộc chiến chống dịch. Sau thời gian triển khai thực hiện các giải pháp phục hồi phát triển kinh tế với phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 theo nghị quyết số 128 của Chính phủ, đã cho thấy những chuyển biến rõ nét, hoạt động kinh tế được hồi phục. Tuy nhiên, bên cạnh những tín hiệu tích cực ban đầu của giai đoạn phát triển kinh tế, thì tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện vẫn còn phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tái bùng phát trở lại. Hiện trên địa bàn huyện đã có 2 ổ dịch đang được theo dõi tại xã Thuận Hòa với 6 ca bệnh và 343 trường hợp có liên quan, ổ dịch tại xã Đông Hưng với 3 ca bệnh và 156 trường hợp liên quan. Ngoài ra, còn phát sinh một bệnh nhân COVID-19 xuất hiện tại địa bàn thị trấn thứ 11 với 81 trường hợp liên quan và 2 bệnh nhân COVID-19 tại xã Vân Khánh Tây với 110 trường hợp liên quan. Xuất phát từ tình hình thực hiện trên cũng như theo sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện yêu cầu các cấp, các ngành và các địa phương phải quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng chống dịch, nhất là trong việc triển khai các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 với mục tiêu cao nhất là bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, công tác quản lý, điều hành của chính quyền, huy động cả hệ thống chính trị, sức mạnh đoàn kết của toàn dân trong phòng chống dịch bệnh và khôi phục phát triển kinh tế xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh tế xã hội và đời sống dân sinh trên cơ sở đảm bảo yêu cầu về an toàn dịch bệnh. Đồng thời, tiếp tục triển khai các biện pháp có hiệu quả trong thời gian qua như quản lý chặt chẽ cư trú và sự biến động của người dân trên địa bàn, đặc biệt giám sát y tế đối với người về từ các tỉnh, thành phố về địa phương để tránh dịch, tiếp tục chuẩn bị năng lực ứng phó với dịch bệnh COVID-19, sẵn sàng đáp ứng tình hình có dịch ở cấp độ cao hơn, tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động của tổ truy vết, tổ y tế lưu động và đội ngũ y tế tại các xã thị trấn, tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch tiêm phòng vaccine COVID-19, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để sẵn sàng triển khai kịp thời kế hoạch tiêm vaccine phòng chống COVID-19 cho đối tượng dưới 18 tuổi khi được phân bổ theo quy định. Bên cạnh đó, các ngành chức năng tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tổ chức hoạt động vận tải hàng hóa, vận tải hành khách phù hợp với điều kiện phòng chống dịch bệnh, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, triển khai các giải pháp tháo gỡ vướng mắc để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh thông suốt, tránh đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng tiêu thụ hàng hóa, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác an sinh xã hội, quan tâm đến các đối tượng yếu thế, khó khăn trong xã hội và những người nghèo, người lao động bị mất việc làm, mất thu nhập do ảnh hưởng của COVID-19, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, nhất là các hành vi chống lại lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ trong công tác phòng chống dịch, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, niềm tin và nâng cao nhận thức tinh thần tự giác, chủ động tích cực của các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Đặc biệt là tuyên truyền khuyến khích người dân tiếp tục phối hợp và chia sẻ khó khăn với đảng và nhà nước trong việc áp dụng các biện pháp thích ứng an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh, thường xuyên thực hiện khuyến cáo 5K và hạn chế di chuyển đến khu vực đông người để đảm bảo sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng, để dịch bệnh sớm được đẩy lùi và cuộc sống sớm trở lại trạng thái bình thường mới.